Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đấu một cái ổ mạng nha các bạn. Ổ mạng Wi-Fi hoặc là Internet nha, âm tường nha các bạn. Thì đây, trước mặt các bạn là một cái ổ mạng nha các bạn, ổ mạng âm tường nha. Xài ổ mạng của hãng Panasonic nha các bạn. Thì ổ mạng này nó khuyến cáo mình nên xài cáp 5E các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ xoay một vòng cái ổ mạng cho các bạn xem nha. Thì thường thường cái ổ mạng các bạn, thường những dây mạng các bạn thường thường người ta sẽ bấm theo hai chuẩn nha các bạn, chuẩn A hoặc là chuẩn B nha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách mình gắn một cái đầu mạng âm tường theo chuẩn B nha các bạn. Chuẩn B là cái chuẩn mà thông dụng nhất nha các bạn. Đó, đây nó có đề hai chuẩn A, B này các bạn. Và A, B thì màu của cáp nó sẽ khác nhau nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành gắn dây mạng vào cái ổ mạng cho các bạn cùng xem nha. Thì đây là cổng dây mạng mà mình đã chuẩn bị sẵn nha các bạn. Mình đã tước dây ra sẵn rồi nha. Và mình đã sắp xếp theo thứ tự cho các bạn dễ hình dung rồi nha các bạn. Thì thứ tự của nó là từ 1 tới 8 nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 nha. Thì đây là thứ tự của nó nha các bạn. Thứ tự của chuẩn B nha. Thì nó số 1 là sọc cam nha các bạn. Số 2 là cam, số 3 là sọc xanh lá. Số 4 là xanh dương nha. Số 5 là sọc xanh dương. Số 6 là xanh lá. Số 7 là sọc tím. Và số 8 là tím nha các bạn. Đó, đó là toàn bộ số thứ tự và số màu mà mình đã chia sẻ sẵn cho các bạn dễ dễ hình dung nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành gắn vào cái ổ mạng cho các bạn xem nha các bạn. Rồi, mình sẽ gỡ cái nắp đậy này ra nha. Đây, nó có nắp đậy màu xanh này các bạn. Mình sẽ gỡ ra nha. Đó, bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem những cái đầu mình nối dây vô nha. Đây các bạn nhìn kỹ nè. Thì trong này nó sẽ có những cái lưỡi kim loại các bạn, nó rất là bén nha, nó giống như cái lưỡi dao vậy đó các bạn. Để các bạn gài cọng dây mạng vô để cho nó bấm vô cọng dây mạng các bạn để nó tiếp xúc với lại cái lõi đồng của cọng dây mạng nha. Đó, mình mở đèn đèn láp cho các bạn nhìn rõ này. Đó, các bạn thấy không, mình sẽ gắn làm sao mà cho những cái cọng dây này các bạn sẽ ghim vô cái lưỡi sắt đó nha các bạn, cái lưỡi lưỡi dao trong cái cọng dây mạng đó nha các bạn. Nó ăn càng sâu càng tốt nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành gắn dây nha các bạn. Thì các bạn nhớ là mình gắn theo chuẩn B nha. Chuẩn B thì một là sọc cam, hai là màu cam nha các bạn. Ba là màu sọc xanh lá và sáu là màu xanh lá nha. Các bạn gắn theo đúng cái màu mà nó ký tự ở trên cái đầu mạng âm tường này là được nha các bạn, là đúng nha. Rồi. Trước tiên một là sọc cam, hai là cam nha các bạn. Các bạn nhớ nha. Đó, thì các bạn chỉ cần nhét cọng dây mạng vô ngay cái kẽ đó các bạn. Ngay khe đó các bạn, khe mà nó có cái lưỡi dao nhô ra đó các bạn. Các bạn nhét càng mạnh càng tốt nha. Nhét làm sao mà cho cái cọng dây đồng mình các bạn nó ăn vô cái hai cái lưỡi dao đó là được nha các bạn. Rồi. Mình đã gắn được một cọng rồi nha. Tiếp theo cọng thứ hai là màu cam nha các bạn. Rồi. Rồi, mình đã gắn được hai cọng rồi nha. Tiếp theo là cọng số 3 nha các bạn. Số 3 và số 6 nha. Số 3 thì nó là sọc xanh lá các bạn. Và số 6 là màu xanh lá nha. Rồi, xong một bên rồi nha các bạn. Giờ tiếp theo với bên còn lại nha.
Thì đây bên còn lại đấy các bạn. Thì nó ghi là số 5 là sọc xanh nước biển nha các bạn. Số 4 là sọc là xanh nước biển nha. Và số 7 là sọc màu tím các bạn. Và số 8 là màu tím nha. Rồi, bây giờ mình đã gắn xong rồi nha các bạn. Thì các bạn nào mà muốn mà an toàn các bạn, thì các bạn hãy mua một cái kìm kìm phập mạng nha các bạn. Và các bạn nhấn vô cho nó được đảm bảo nha. Cái kìm đó thì được gọi là kìm phập mạng hoặc là kìm nhấn phím các bạn. Các bạn có thể lên lên Shopee các bạn gõ và các bạn mua nha. Rồi, thì nãy giờ mình cũng đã chia sẻ xong cách là mình đấu một cái ổ cắm mạng âm tường cho các bạn xem rồi nha. Bây giờ mình xin phép tạm dừng video của mình tại đây luôn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Tạm biệt các bạn.